Chào mừng những viewer thân thiết đã quay trở lại với Minh Phụng Music. Ngay lúc này đây, mình đang có mặt tại kho hàng để chuẩn bị những bước cuối cùng cùng đội ngũ đem những cây organ kết men số lượng lớn lên đến 100 cây K150 để chất lên xe vận chuyển đến đại lý. Nào, tiến hành mang đàn lên xe thôi anh em. Các bạn có thể thấy từng bạn nhân viên đang nối gót nhau mang đàn lên xe như những chú ông thợ chăm chỉ hăng say làm việc. Đây cũng là nơi đóng gói và tập kết đàn số lượng lớn, đa dạng kiểu dáng và chủng loại để hàng của công ty ký gửi trước khi đem đến các khách hàng xa thân thiết cũng như các đại lý thân yêu. Tại đây, mọi mẫu đàn từ organ đến piano điện, piano cơ đều được chúng mình chăm sóc và bảo dưỡng định kỳ thường xuyên và kỹ càng. Trong video lần này, các bạn có thể thấy từng bạn nhân viên lần lượt mang hai cây từ từ tiến ra xe. Phía trong kho hàng chính là số lượng lớn đàn piano cơ đang được để theo từng hàng với chất lượng tốt nhất đến từ nhiều thương hiệu như Yamaha, Kawai. Phía sau lớp cửa nhôm chính là xưởng sửa chữa bảo dưỡng đàn của chúng mình và số lượng đàn đến đã đủ. Tới nơi rồi, cùng nhau lấy từng cây đàn đem vô kho hàng của đại lý thôi. Nhạc cụ do công ty Minh Phụng phân phối luôn luôn được sự tin yêu của đại đa số người tiêu dùng vì không chỉ chất lượng sản phẩm tốt mà còn ở tinh thần và trách nhiệm từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lành nghề. K150 được trang bị màn hình LCD hiển thị rõ nét các chức năng cùng bàn phím cảm ứng theo lực đánh. Đàn còn cung cấp nhiều chức năng phục vụ việc học tập như metronome đếm nhịp, double voice trộn tiếng và change bow tăng giảm tông. Từng bước làm quen với nhạc cụ mang màu sắc phong phú với 300 voice, 300 style và 40 bản nhạc demo theo nhạc cụ sinh động cùng khả năng kết nối USB tiên tiến để đưa những bản nhạc từ USB lên đàn để người chơi luyện tập. Đàn K150 có hai màu cho các bạn lựa chọn là đen và trắng với mức giá vô cùng hấp dẫn chỉ 2.250.000. Cảm ơn mọi người đã xem video về cây organ đang được đa số đại lý và trường học tin tưởng lựa chọn cho các bạn học sinh đến từ nhà Kidman. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những tập hay sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp về mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.